Spa Homestay hiện nay đang là một trong các địa điểm lưu trú tại Đà Lạt nhận được nhiều sự yêu thích đến từ khách du lịch nhé. Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu Homestay Đà Lạt này để xem nơi đây có điều gì đặc biệt để thu hút khách du lịch đến thế nhé. Đọc thêm, kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ AZ bài bản chi tiết nhất 2021. Giới thiệu Spa Homestay. Hiện lên giữa Đà Lạt mộng mơ là một homestay hiền hòa, xinh đẹp tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xưa mà chúng ta vẫn được nghe kể vậy. Spa Homestay chính là một địa điểm nhận được sự yêu mến và quan tâm của khách du lịch khá nhiều khi ghé đến đây. Đây là một chốn để chúng ta có thể nghỉ dưỡng vô cùng thoải mái. Được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng xung quanh, cỏ cây và hoa lá khiến chúng ta như được hòa mình cùng với thiên nhiên. Spa Homestay tọa lạc tại một vị trí khá thuận lợi khi chỉ cách hồ Xuân Hương khoảng 1,5 km, cách chợ đêm Đà Lạt khoảng 1,1 km và cách hồ Tuyền Lâm khoảng 2,5 km di chuyển bằng xe máy. Các du khách có thể di chuyển đến những địa điểm tham quan nổi tiếng khác của Đà Lạt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Homestay Spa hiện lên với phong cách châu Âu cổ điển, hòa cùng những gam màu ấm nóng như màu vàng, màu đồng làm cho không gian càng thêm phần vintage và kỳ bí. Khi đến đây chúng ta sẽ được thả lỏng tâm hồn một cách tuyệt đối, xua tan đi bao mệt nhọc cũng như là ưu phiền trong cuộc sống này để tận hưởng sự bình yên nhất. Ngoài một không gian thơ mộng và lãng mạn thì Spa Homestay còn thu hút du khách bởi những tiện nghi hấp dẫn nhất, hiện đại nhất. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những dịch vụ mà Spa Homestay mang lại, bỏ lại khói bụi của thị thành để tìm về một chốn an yên trong tâm hồn. Địa chỉ cụ thể của Homestay Spa, số 99 đường Đặng Thái Thân, thành phố Đà Lạt. Liên hệ 0897077099. Đọc thêm, gợi ý 7 homestay Quảng Bạ Hà Giang view đẹp không thể bỏ lỡ cùng Hapoven. Review phòng nghỉ tại Spa Homestay, view phòng nghỉ tuyệt đẹp ngay giữa đường thông. Mỗi một căn phòng nghỉ tại Spa Homestay đều sở hữu view đẹp đến ngẩn ngơ. Khi nhìn từ những khung kính cửa sổ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên ngập vô cùng thơ mộng và lãng mạn ngập tràn sắc hoa. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp như một bức họa với đồi thông xanh mơn mởn và vườn hoa cẩm tú cầu ngập tràn màu sắc yêu kiều. Khi đặt chân đến đây, chúng ta sẽ biết được cảm giác như thế nào là hòa mình cùng với đất trời. Mỗi một khóm hoa, mỗi một góc vườn nhỏ đều khiến tâm hồn ta rung động đến lạ. Cảm giác khi được tản bộ dưới những cánh rừng thông già, được hòa mình cùng màn sương vào mỗi sáng sớm thật sự là những trải nghiệm đặc biệt mà không dễ gì có được. Bất kỳ ai đã được đến đây một lần thì chắc chắn sẽ dây dứt không quên được. Lối thiết kế gần gũi và vô cùng thân thiện. Spa Homestay Đà Lạt là một tân binh còn khá mới hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên nơi đây vẫn thu hút được khá đông các du khách ghé đến. Một phần có lẽ bởi vì nơi đây mang một lối thiết kế gần gũi và bình dị đến lạ. Homestay Spa mang đến cho bạn một không gian nghỉ dưỡng đáng yêu và mơ màng đến lạ. Tông màu pastel nhẹ nhàng và tinh tế nhưng không kém phần hiện đại tạo ra được một chốn nghỉ dưỡng không thể nào lãng mạn hơn. Nếu bạn đã quá mệt mỏi với những ồn ào và tấp nập của thị thành thì hãy ghé đến với Homestay Spa này nhé. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bình yên và thư thái lắm đấy. Toàn bộ các phòng nghỉ tại Homestay đều được trang bị đầy đủ các vật dụng và đồ dùng cần thiết, vừa tiện nghi lại vừa hiện đại. Đây cũng là một trong các yếu tố quan trọng khiến cho nơi đây được lòng du khách đến vậy. Đọc thêm, khung lũng mây Homestay tọa độ sống ảo ngất ngây. Đọc thêm, Nomini Homestay Đà Lạt review chi tiết kèm giá phòng. Các dịch vụ tuyệt vời tại Homestay Spa, chuỗi các tiện nghi hấp dẫn, dịch vụ ăn sáng miễn phí. Khi đến với Spa Homestay, chúng ta sẽ không cần phải bận rộn lo chuẩn bị bữa ăn sáng cho chính mình. Mỗi sớm mai bình minh, khi thức giấc thì chúng ta sẽ được phục vụ bữa sáng đến tận phòng. Những món ăn nóng hồi cùng với ly trà ấm nóng sẽ khiến buổi sáng của chúng ta tràn ngập năng lượng đấy. Dịch vụ đưa đón miễn phí, nhằm giúp cho các du khách không gặp bất kỳ một trở ngại nào trong việc di chuyển thì Spa Homestay sẽ hỗ trợ chúng ta dịch vụ đưa đón đến các địa điểm tham quan bằng xe buýt hoàn toàn miễn phí. Điều này sẽ giúp cho chuyến đi của chúng ta được dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Dịch vụ Wi-Fi miễn phí, Wi-Fi sẽ không còn là một nỗi ám ảnh đối với những tín đồ du lịch bởi nơi đây trang bị hệ thống Wi-Fi tiện ích và tốc độ cao để chúng ta có thể sử dụng. Tư vấn và giới thiệu các tour du lịch có sẵn trong ngày,
Nếu như bạn đến Đà Lạt mà không biết đến đâu để tham quan du lịch cho hợp lý thì tại Oppa Homestay sẽ giúp bạn bằng cách tư vấn những tour du lịch có sẵn tổng ngày để chúng ta có thể đến để tham quan. Ngoài ra, tại đây còn sở hữu một số các dịch vụ tiện ích khác như cho thuê xe máy, thuê ô tô, giặt là. Tổ chức sinh nhật ngay tại sân vườn. Homestay Oppa Đà Lạt sở hữu view sân vườn khá xinh đẹp và rộng rãi. Đặc biệt nơi đây còn có dịch vụ cho tổ chức sinh nhật của các du khách ngay trong sân vườn khá ấm cúng. Với sức chứa lên đến 30 người, nơi đây sẽ là một sân chơi chứa đựng thật nhiều kỷ niệm cho du khách nếu như được cùng bạn bè đến đây vui chơi. Hãy thử tưởng tượng rằng, nếu như bạn được đón sinh nhật tại một nơi riêng tư và vô cùng xinh đẹp, lại có thể tránh xa được những ồn ào của phố thị thì tuyệt vời biết bao nhiêu nhỉ. Đây cũng được đánh giá là một trong các trải nghiệm thú vị nhất tại Oppa Homestay. Đọc thêm, khám phá top 10 homestay Bạc Liêu đẹp, giá rẻ gần trung tâm. Đốt lửa trại và ăn tối. Sau một ngày dài mệt mỏi với việc khám phá những địa điểm tham quan du lịch tại Đà Lạt, các du khách sẽ trở về homestay và được thưởng thức bữa tiệc tối lãng mạn với ánh đèn và rượu vang. Những món ăn ngon miệng cùng với người thương bên ánh lửa bập bùng, thật là một khung cảnh đáng nhớ đúng không? Vào mỗi buổi tối thì Oppa Homestay sẽ lại lên đèn, thắp lửa sáng để giúp các du khách có thể tận hưởng được một khoảng thời gian quây quần cùng nhau. Đọc thêm, top 20 quán nướng Đà Lạt ngon quên lối về. Dạo quanh khu rừng thông Đà Lạt thơ mộng. Để cảm nhận được sự tự do và không bị ràng buộc bởi những lịch trình có sẵn một cách cứng nhắc thì chúng ta có thể sử dụng dịch vụ cho thuê xe máy tại Oppa Homestay. Chúng ta có thể thỏa sức phi vu cùng nhau qua các đồi thông xanh mát rì rào, được tận hưởng những làn gió mát lạnh phả vào trong da thịt. Chắc chắn sẽ là một ấn tượng khó phai khi được đến với Đà Lạt mộng mơ này đấy. Bảng giá phòng Oppa Homestay chi tiết. Oppa Homestay Đà Lạt có khá nhiều các loại phòng cùng nhiều thiết kế khác nhau. Tùy thuộc vào thiết kế cũng như là cách decor bên trong mà các phòng tại đây sẽ có mức giá khác nhau. Cụ thể như sau. Giá phòng cho 2 người dao động từ 590.000 đồng, 790.000 đồng, 990.000 đồng một một đêm, còn tùy thuộc vào view của mỗi phòng như thế nào. Vào các ngày trong tuần thì du khách sẽ được giảm thêm 100.000 đồng một một đêm, phí này đã bao gồm đồ ăn sáng và cả nước uống, giá phòng có 2 giường dành cho 4 người, 1 triệu đồng một một đêm. Chúng ta vẫn sẽ được giảm thêm 100.000 đồng một một đêm như trên. Trên đây là những thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về căn homestay nổi tiếng Đà Lạt, Oppa Homestay. Mong rằng những thông tin ấy sẽ có ích đến bạn và vào một dịp nào đó được ghé đến Đà Lạt thì Oppa Homestay sẽ là điểm dừng chân của bạn cùng gia đình nhé.